Đó, mình chào anh em nha. Hôm nay ngày 12 tháng 12 2022. Đó, mình mới về lô bò Campuchia mới, hôm nay lên clip lại nha. Hôm đó nay mình dậy nhiều, mình bán nhiều có đủ bò bán. Và hôm nay là tại vì mình về bữa nay quá nhiều. Đó, có anh em lên khách lựa này nha. Italy nha. Rất đẹp nha anh em. Đó, ai muốn có pháp 3B đầy đủ. Đó, bò nào cũng có hết nha anh em. Đó. Đó. Như cặp này là tầm là 40 triệu nha anh em. Đó, cặp này nhỏ tiền hơn nè. Cặp này tầm 38 triệu nè. Đó, dòm số màn hình số để bên trên đó, thứ tự hết á. Anh em. Đủ giá nha anh em. Bò rất là đẹp nha. Đó. Đó, như em nói sơ qua cho anh em biết như tầm 4 con ngé này nè, rất là đẹp nè. 4 ngé này tầm cỡ 13 triệu con nha anh em. Đó, quá đẹp luôn. À, anh em giờ móng bọng rồi nè. Thấy không? Đó. Giò cả mặt mài móng bọng là rất là đẹp nè. Bò dày bò nha. Đúng Campuchia nha anh em. Đó. Thì số điện thoại mình có để trên màn hình đó, anh em cứ ấy, mình xe mình có xe nhà nha, anh giao tới chỗ nha anh em. Đó, anh em thích mã số mấy, nó TK gì đó số mấy là mình báo giá cho anh em nha. Này tầm cũng 18, 19, 20 bây giờ nè anh em, thấy không? Đủ giá cho tới 25 triệu nha. Bự nhất là 25 triệu nha anh em, suốt trong bự hàng tới trong lận. Đó, thì trước mình quay dài cho anh em coi. Đó, nha anh em. Đó. Nó anh em dùm kỹ nha. Đẹp không anh em? Từ móng đầu mình nhập từ Campuchia mới về nha. Quá đẹp anh em ơi. Này về nó quá nhiều luôn. Gần 40 con bò luôn anh em. Dữ lắm, nhiều luôn. Từ 13 cho tới 26 triệu, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 gì đó. Cứ số mấy ca mấy gì đó. Tại mấy anh em cứ liên hệ thích nào để số điện thoại để màn hình đó, anh em cứ điện mình nha. Đó, móng bọng đồ nè rất là đẹp nha anh em. Đó, đó có khách đang coi nha anh em. Đó,